xin chào tất cả các bạn hôm nay thì mình sẽ cùng với các bạn sẽ chế tạo được một cái thiết bị có khả năng thu sóng wi-fi từ những cái camera cũ hỏng như thế này thì ở trên cái camera này sau khi mình đã tháo ra mình sẽ cho các bạn xem mình sẽ lấy một cái thứ ở trong cái camera này và mình sẽ chế tạo ra một cái usb sóng wi-fi thì ở trên cái mạch của cái camera này nó có một cái mạch thu phát sóng wi-fi đây chính là cái mạch à, thu phát sóng wi-fi của cái camera này cái camera này nó bị hỏng rồi nha các bạn thì mình sẽ tận dụng cái mạch này và mình à, sẽ chế tạo cho các bạn xem rồi bây giờ tiến hành công việc tháo em nó ra nha các bạn Rồi, sau khi mình đã tháo được cái mạch thu phát sóng wifi từ cái camera cũ này ra Thì mình sẽ chỉ cho các bạn mình sẽ chế nó như thế nào Ở trên cái mạch mô đun wifi này Thì nó sẽ có các ký hiệu như sau Ở đây thì nó sẽ có các chân này là chân để cấp cho anten thu sóng cái anten thu sóng này thì mình cũng sẽ tận dụng luôn cái anten thu sóng của cái camera này và mình sẽ lấy nó ra để cho chiếc mạch này hoạt động mình sẽ sử dụng một cái jack usb như thế này Jack USB loại đực nha các bạn Thì ở cái chiều phía bên này Và cái hướng như thế này các bạn nhìn thấy Đây là cái mặt trắng này Nật ngửa lên trên này thì ở cái phía này mình sẽ đầu nối bốn cái sợi dây một đầu ở đây đây chính là cực dương mình sẽ nối vào đây tầm khoảng 3 con diode và ba cái sợi dây để lấy tín hiệu cũng như là nguồn con diode này các bạn chú ý là ở đây nó sẽ có một cái vạch trắng các bạn sẽ đấu nối tiếp tầm khoảng 3 con trở lên để cho nó giảm điện áp để nuôi cho cái mạch uh, wifi này Bây giờ thì mình sẽ hàn dây kết nối tới cái mạch này cho các bạn xem nhé Các bạn quan sát mình hàn dây và các bạn làm theo đúng như vậy là được Mình sẽ quay chi tiết cho các bạn xem Cái này thì nó cũng là cái sơ đồ mạch cho các bạn luôn đây nha các bạn Các bạn hàn như thế này là được Theo video mình Theo đúng như cái hình này nha các bạn Tất cả cái mạch wifi từ những cái camera cũ thì các bạn đều hàn như thế này Để cho chiếc mạch này hoạt động mình sẽ nắp vào đây một cái tản nhiệt bằng nhôm Ở phía mặt sau này Trong quá trình cái mạch này hoạt động nó sẽ rất là nóng Mình sẽ gắn cái tản nhiệt nhôm vào đây Giúp tản nhiệt cho nó dễ chịu và nó hoạt động tốt hơn. Rồi công việc còn lại mình sẽ gắn cái dây kết nối với lại râu thu sóng tức là cái anten các bạn. Các bạn sẽ nắp vào đây như thế này. Như vậy là xong. Để trong quá trình chúng ta sử dụng thì cái anten thu sóng wi-fi này nó sẽ bắt sóng tốt hơn. Nếu bạn nào cảm thấy nó hơi xấu thì các bạn có thể chế tạo thêm cho nó một cái hộp nha các bạn. Để nhìn cho nó đẹp mắt hơn. Rồi bây giờ mình sẽ cắm vào máy tính và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt ở trên máy tính nhé. Đây là giao diện máy tính. Sau khi mình chưa cắm USB thì các bạn thấy ở chỗ phần driver network này thì nó chưa có hiển thị cái biểu tượng USB nhé và bên dưới thanh táp công cụ bên dưới này cũng chưa hiển thị USB bây giờ mình sẽ cắm vào sau khi mình đã cắm vào thì các bạn có thể nhận thấy nó đã có biểu tượng USB bên dưới này đã nhận vào máy tính và ở chỗ phần network nó sẽ có một cái USB hiển thị ở đây nó sẽ có tên là KN8188 đó nó hiển thị ở đây chính tỏ là nó đã nhận USB Wi-Fi rồi cũng tùy theo loại máy tính nha các bạn Có loại máy tính thì nó sẽ tự động nhận uh, diện ra USB Và có loại thì chúng ta phải uh, cài driver điều khiển cho nó Bây giờ mình sẽ vào cái mục này Các bạn sẽ thấy ở đây nó sẽ nhận được uh, cái cảng wifi ở đây Tức là cái USB ở đây Nó có tên là uh, RTN88 uh, đấy đó các bạn Thì ở đây nó sẽ hiển thị uh, thông báo là uh, cổng số 5 Mình sẽ bật ở cái chỗ wifi này cho các bạn xem đây nha, con connect số 5 nha. Cái chỗ để uh, thu sóng wifi thì uh, mình uh, sẽ chọn cho các bạn xem nó cũng hiển thị ở đây. Đây nha các bạn. Ở đây thì nó sẽ có một cái cổng có tên là uh, số 3 và số 5, nhưng mà cái cổng số 5 này mới chính là cái cổng thu sóng của USB wifi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ kết nối với cái wifi cần sử dụng. Đó. Như vậy là mình đã kết nối xong, rất là đơn giản các bạn ạ nó sử dụng đúng như một cái USB Wi-Fi mà các bạn mua ở trên thị trường bây giờ mình sẽ nứt quét cho các bạn xem nhé đây mình sẽ cho các bạn thấy đây nha cổng số 5 nhá và mình sẽ nứt quét cho các bạn thấy này rất là nhanh luôn các bạn ạ nó giống như kiểu nào USB Wi-Fi thu sóng luôn đó mình sẽ mở một cái video cho các bạn quan sát đây là video của kênh mình đó các bạn các bạn thấy video của mình hay thì các bạn like và chia sẻ tới mọi người nhé và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Các bạn có thể quan sát thấy cái chỗ USB Wi-Fi này nó đều nhận diện rất là tốt ở trên cái máy tính này. Mình thấy tốc độ ở đây cũng khá là nhanh các bạn ạ. À. Các bạn có thể xem video của mình và các bạn cảm nhận. Nếu mạng nhà các bạn nhanh thì nó sẽ nhanh theo mà nếu nhà bạn chậm thì nó sẽ chậm theo. Nó đúng như là một cái USB mà các bạn mua ở trên thị trường thôi các bạn nhưng mà cái USB này mình tự chế ra từ những cái camera cũ hỏng nha các bạn hiện tại thì mạng nhà mình thì nó hơi chậm một chút nhưng mà nó vẫn có thể cho các bạn thấy được cái tốc độ xử lý của nó cũng khá là nhanh đó các bạn thấy không nước quét rất là nhanh thì với cái USB Wi-Fi này thì các bạn có thể tìm kiếm ở mấy cái camera cũ ấy các bạn tìm và các bạn tháo cái mô đun wifi ra và các bạn sẽ chế đúng như video này của mình là các bạn có thể sử dụng được giá thành thì nói chung là hầu như là miễn phí luôn các bạn ạ đó đây là cái USB wifi sau khi mình đã chế tạo ra xong nó rất là hay đồ không các bạn nó có thể ứng dụng cho mọi công việc của các bạn Ví dụ như chúng ta cắm vào những cái máy tính mà bị hỏng cả wifi ấy, thì chúng ta có thể sử dụng cái USB tự chế này rất hiệu quả đúng không các bạn? Rồi các bạn thấy video của mình hay thì các bạn like và chia sẻ cho bạn bè và đừng quên nhấn nút Subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sắp tới. Bye bye.